Xin chào bà con và các bạn. Video này mình sẽ giới thiệu với mọi người về cái hạt ngô ngô cầu vồng, hay còn gọi là ngô ngô kim cương. Đây là cái hạt của nó đây. Mình sẽ hướng dẫn cách ươm cái hạt ngô kim cương này và cách cách chăm sóc cây khi mà cây nó lên. Việc đầu tiên là các bạn cần ngâm hạt giống. Các bạn cần ngâm hạt giống ngô này khoảng tầm độ 30 phút. Ngâm khoảng 30 phút thôi các bạn nhé. Vì hạt giống ngô thì nó khá dễ nảy mầm. Đó, khi mà cái hạt ngô ngâm vào nước mà nó chìm xuống nước như này thì nó là cái hạt ngô rất đảm bảo ở chất lượng. Sau khi ngâm xong thì các bạn vớt ra, và có 3 cách để các bạn ươm cái hạt này. Là có 3 cách. Cách thứ nhất là các bạn cho vào một cái giấy ăn hoặc giấy vệ sinh ẩm. Mình đã làm ẩm sẵn rồi. Cho vào đây. Và các bạn gập lại. Các bạn cho vào trong một cái túi. Đó. Cho vào trong một cái túi bóng, túi ni lông như này. Kể cả cái túi ni lông bình thường đi chợ cũng được, nhưng nó cái túi nào mà trong suốt ấy, và dán miệng nó lại thì bên trong này nó hơi ẩm ẩm, thì các bạn để ở chỗ râm mát thì khoảng tầm độ 4 đến 6 ngày nó sẽ lại mầm. Đó, đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai em đơn giản hơn. Cho các bạn làm, ví dụ các bạn làm nhiều thì các bạn cho cái hạt này vào trong một cái túi, cho cái hạt này vào trong còn một cái miếng vải. Đó, cho vào trong một cái miếng vải ẩm như này. Miếng vải này cũng đã làm ẩm nhé. Vải dạng vải bông là tốt nhất. Và các bạn ủ lại. Và hàng hàng ngày vải ẩm cho nó. Thì các bạn để chỗ râm mát thì cũng khoảng 4 đến 5 đến 6 ngày nó sẽ lại mầm nhé. Và cách thứ ba là các bạn dùng cái bầu ươm nhỏ như này. Mỗi bên trong có sơ dừa và đất mùn. Cho chấu hoặc sơ dừa không được. Mỗi cốc này các bạn cho một hạt. Mỗi cốc các bạn cho một hạt nhé. Cho vào và các bạn vùi sâu nó xuống. Vùi nó xuống khoảng 1 cm. Và để chỗ râm mát và hàng ngày cũng tưới phun sương đều. Các bạn ấn nút đăng ký kênh để theo dõi video mới các bạn. Các bạn ấn nút đăng ký kênh nhé. Shop có bán cái hạt giống ngô cầu vồng này. Bạn nào có nhu cầu cần mua thì gọi theo số điện thoại 086 515 3185. Một bộ gồm có một gói hạt giống, một lọ kích mầm. Cái lọ này thì nó vừa để kích thích nảy mầm và vừa để phun khi mà cây nó đã bắt đầu lên thì nó ra rễ mạnh. Một gói phân bón nảy trội ra lá giúp cây sinh trưởng mạnh, và một gói kích ra hoa đậu quả. Thì bốn sản phẩm này, một bộ
Giá là 48.000 các bạn nhé. 48.000. Bạn nào có nhu cầu thì gọi theo số 086 515 3185. Và cái kỹ thuật chăm của cái ngô, kỹ thuật chăm khi cây nó bắt đầu lớn ấy, khi các bạn cấy vào bầu ươm này, khi cây nó đã lên được vài lá thì các bạn đưa cả cái bầu này ra ngoài vườn, các bạn trồng và các bạn đặt xuống và khẽ dùng kéo để cắt bốn góc của cái túi ni lông này ra thì rễ nó ra nó sẽ tự ăn xuống đó. Hoặc các bạn ủ vào trong vải ẩm này, khi nó nảy mầm nó lên, nó bắt đầu nhú lên rồi thì các bạn mang cái hạt này ra đã nảy mầm ra vườn để các bạn trồng và nhớ rào để che chắn nắng mưa và chó mèo các bạn nhé. Với đất trồng thì ngô nó đất càng màu mỡ thì cái năng suất nó càng cao. Mình cần làm luống cho nó để tránh úng nước. Về bón phân ấy, thì các bạn nên dùng một cái lọ. Đây, giai đoạn đầu các bạn có thể dùng cái này. Và các bạn hòa là khoảng 1 đến 2 gram với 1 lít nước. Các bạn tưới. Đấy là giai đoạn khi mà cây còn non. Khi cây nó đã cao lên rồi thì các bạn dùng cái nảy chồi ra lá này, các bạn cũng hòa khoảng 2 gram cho 1 lít nước. Các bạn phun hoặc tưới thì cây nó sẽ phát triển rất là nhanh. Và đến cái giai đoạn mà bắt đầu ra bắp rồi thì các bạn dùng cái phân bón nhiều nhiều kali này. Cái này nó có hàm lượng nhiều kali, nó làm cho chắc hạt và cái bắp nó to. Các bạn phun khoảng vài ngày, các bạn phun một lần. Và lưu ý là khi nó ra thì nó thường ra nhiều bắp, thì các bạn mỗi cây các bạn chỉ để một bắp ở phía bên trên thôi. Và những cái bắp nhỏ các bạn có thể vặt đi. Để khoảng 1 đến 2 bắp cho một cây các bạn. Đó là về cái kỹ thuật trồng cái hạt ngô ngô cầu vồng này. Bạn nào có nhu cầu mua hàng thì gọi 086 515 3185. Đây là cái hạt ngô cầu vồng.